Theo Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng, đến nay chỉ có 5 trên 18 sở ban ngành và 1 trên 12 địa phương cấp huyện chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Nhân dân tỉnh, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả nghiên cứu áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm của Tổ công tác, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở ban ngành, các huyện, thành phố căn cứ văn bản của tổ công tác và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung nghiên cứu áp dụng các giải pháp kinh nghiệm trong triển khai đề 06 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo đề 06 tỉnh, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, bám sát các nội dung để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, đảm bảo đúng trọng tâm, đầy đủ nội dung. Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu kinh nghiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề phân cấp, trình tự, thủ tục bố trí kinh phí mua sắm, nghiên cứu đề xuất miễn giảm lệ phí trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến không đồng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các đơn vị gồm Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu việc hợp nhất ba ban chỉ đạo cả cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 theo kinh nghiệm của thành phố Hà Nội tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương